Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng nhập Gmail trên máy tính Để đăng nhập Gmail trên máy tính á, thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta mở trình duyệt web lên Bạn có thể là sử dụng trình gì web Ví dụ như là Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome hoặc là Cốc Cốc Thì bốn trình duyệt này bạn sử dụng trình duyệt nào cũng được nha Nó tương tự giống nhau thôi Rồi ở đây á, tôi sẽ sử dụng trình duyệt Firefox Nên tôi sẽ mở Firefox lên Tiếp theo ở đây tôi sẽ chỉ gặp vào web cái địa chỉ là google.com Đó bây giờ tôi sẽ nhập địa chỉ web có tên là google.com Sau đó ở đây tôi sẽ bấm enter Thì lúc này á Nó sẽ dẫn cho chúng ta đến trang web là google.com Tiếp theo ở đây Các bạn chúng ta sẽ chọn vào đăng nhập Nó nằm phía trên Bên góc bên phải á Các bạn chọn vào Sau đó ở đây Các bạn chúng ta sẽ tiến hành là Nhập địa chỉ mail của bạn vào ở đây á, nó hiện là email hoặc số điện thoại Rồi ở đây, tôi sẽ tiến hành là nhập email của tôi vào Đó, đây là địa chỉ email của tôi Rồi lưu ý nha, nếu mà các bạn thích á Thì chúng ta sẽ nhập là a.gmail.com ở phía sau Còn nếu mà không muốn á, các bạn chúng ta chỉ cần là nhập địa chỉ email mà thôi như thế này nó cũng được nha rồi sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào tiếp theo thì lúc này á nó yêu cầu là nhập mật khẩu của bạn vào rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là nhập mật khẩu vào sau khi nhập mật khẩu xong rồi á bây giờ tôi sẽ bấm vào tiếp theo đó như vậy là tôi đã đăng nhập thành công ở đây á nó hiện thông báo là nếu bạn muốn hãy dành chút thời gian để giúp google hoạt động hiệu quả hơn cho bạn. Đó, đây tôi sẽ bấm vào để sau. thì lúc này á tôi sẽ đăng nhập tài khoản gmail của tôi thành công trên máy tính. tiếp theo tôi sẽ vào gmail thì để vào gmail á tôi sẽ có hai cách sau đây. cách đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ chọn vào gmail ở đây và các bạn bấm vào. thì lúc này á nó sẽ lóc vào tài khoản Gmail của bạn. Và cách thứ hai á. Rồi bây giờ tôi sẽ quay lại này. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta muốn vào Gmail thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng ô vuông này và chọn vào Gmail ở đây. Thì lúc này á nó cũng vào tài khoản Gmail của bạn. Rồi, nếu mà bạn muốn soạn bức thư á thì chúng ta sẽ bấm vào soạn thư. Ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập địa chỉ của người mà bạn muốn gửi. Giả sử như đây, tôi sẽ gửi cho bạn này. Thì tôi sẽ nhập địa chỉ của bạn đó vào. Tiêu đề là file tài liệu. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ đính kèm tệp nè. Giả sử như đây. Tôi sẽ gửi cái file này thì tôi sẽ chọn vào nó, bấm vào open. Xong rồi á, nó sẽ lock lên. Đó, nó lock lên thành công rồi. Bây giờ tôi bấm vào gửi. Thì lúc này á, bức thư của tôi nó đã gửi thành công. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách đăng nhập Gmail trên máy tính. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.